các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn cái vườn rau của bố già. What are you doing? Cut some vegetable? Okay, kìa. Ông nội clean up bài cho nó lên cái mới. Mùa kia đầy ra, mùa này ra ăn tới còi cọc còn đợi gốc không. Bây giờ mót từ cầm. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Đây nè, chết xong. Nó ra đó nè. Nè, gắn lưỡi nè. Có cắt ra ngồi ôm không? Kìa ra ngồi ôm bên kia kìa. So good, baby. Good. Yeah. Oh. Ngoại làm là cái gì đây? A lot. Cái này ăn phở là bá cháy mà.
too full. No. A little bit. More. You like it? Mm-hmm. Nóng quá không? Nóng quá anh đâu. You good? Baby, you good? You're so good, baby. Good job. The best, trong hình the best. I feel better with the screen in there. Put the green. Oh yeah? Yeah, put the green. Getting too much full. Did a lot. Mm-hmm. Oh, did a little flower. Mm-hmm. You want it? Yeah. Mmm. Sure. Did this one happy? You want I help you or no? Oh, it's the same color as my nails. Oh yeah? Yeah. This one, what color? It's purple. It's lavender. This one a lavender? Oh. It's purple too. You want to do your nail? Yeah, cause you want to do your nail? Keep, I do for you. Cause keep messing up. Yeah, my bag can fix it for you later. You want it? You want it? Mm-hmm. Want new color? I do your toe and your nail. You want it? No. Yeah. I want to do my toes. Why? Cause I can't do it because I broke it. What? Oh. Hi, yeah. Rồi. Okay. Ở đâu? Ồ, bên kia cọng bự bự. Bên kia cọng dài hơn. Hồi nãy mới cắt cái này chú. Mới cắt không hết à? Ừ. Ủa, nhà mình quế hết hả? Trời chứ cái trường quế cha mẹ cắt. Cha ra rồi ổng tiện quăng ghét. Nó nói nó đi hết, nó đi giúp con nó vô. Rồi, rồi bưng bưng thao. Cắt ngang ngang một chùm nào một chùm á. Thì bưng thao cho mọi ba nó vô. Sát chứ một chút lên. Ờ vậy hả? Sát xuống, sát xuống. Sát chứ. Cho nó lên chứ con cắt vậy thì nó cười á, cắt sát sát gì mình đặt cái nào à, già mình bỏ chứ mắc cười lắm. Ủa này quá trời luôn ha. Ủa sao có rau cần tua này nè, nó nói nó đi xuống dưới cỏ này nó sợ rắn. Vô con tóc đi, đi qua bên kia không, ngược lại bên đây nè. Đi đâu anh đi, ok go. Let's go this way. Bây giờ màu ba rửa tay, rửa đi, rửa tay đồ, rồi lát về thay đồ. Màu ba hứa nó một tí sơn móng tay lại cho nó. Sơn móng tay rồi về khô ráo rồi về. Đi vô màu ba rửa tay nữa rồi. Té đó con té. Ủa, biết khét khô, biết khét khô bé. Ooh, too big. Nó bữa đó mấy người New York qua đó. Mấy người New York qua cho vô cho quế á mới nói là cắt cho mấy người New York mà cắt quế đó. Mình té ra lâu thì kẹp. Cá này môn bạc hà bông sa đũa không, cây này bông là có bông đỏ mà lợi hại chứ em đầy như thế nhá. Hai ngày này quất vô thao đầy ườn luôn, bên kia trồng mấy cây nữa kìa. Bà đó bà lên, nhà mình có tí mấy được. Ai? Bà ở nhà mình cũng chơi. Chắc 78, 87 rồi. Ngược lại 8 mấy tuổi còn xưng hùng xưng bá nè hả?
Nó làm cho chùa, nó giúp cho chùa. Ủa, trên cái đọt cây nó nhiều quá kìa. Mấy cây nhà mình hái chừng 2 ngày rồi chơi đầy thao hả? 2 ngày thao, 2 ngày thao hả? Bẻ bữa thứ... Dì thứ 6 hả anh? 3 chủ nhật bữa nay có 2 ngày. Ừ, đầy nè. Hồi trước 2 ngày, bẻ 1 ngày đó là anh thao đó. 2 ngày nghỉ rồi. Mùa này mình để cây ba cho nó lớn nha, năm sau ăn tiếp. Ừ. Mới. Để mà nó để lại thôi. Hả? Để bà để ăn thử để sao hồi xưa như thế cũng vậy thôi. Chừng nào gần trồng mình thấy nhỏ mình ăn. Nếu nó còn lên nữa nó ăn bông nữa thì mình vớt cái bông nó ra cho chặt bông. Nếu để nó thì không có cái chỗ để mình vớt cái bông vậy. Cây nó nhỏ nhỏ vậy dễ bẻ hơn, để nó đụng quá là khó lắm, mình đâu có leo rảnh được đâu. Lung lung vậy. Nghe quay trình đến đây thì gần thao đó hả? Trong đó. Rồi cái đó trên cao quá trời sao anh để vậy? Lên chưa? Cao quá giống tới. Nhà ta, nhà người ta không có, nhà mình đầy chứ. Luôn có mỗi cây có ba, đây có mấy cây cứ quất ăn hoài. Hai ngày bẻ. Vậy mà cha làm gãy nhánh cái nó đâm lên. Ra nữa hả? Nó đâm lên mấy nhánh đó, trên đọt á. Bỏ nó cũng bị quằn quằn nó gãy. Từ chùm này quá trời. Đây này nó quằn quại ha. Cây này là bông nhiều quá. Cây này đúng là nhỏ mà có vỏ này. Rồi. Rồi xong. Sao tới, năm tới tận hàng đỏ đây. Từng rồi nghe bán cho tụi đủ đúng là có vỏ trồng trong cái thùng như xíu vậy nè mà nó cháy này cũng kiếm không nhìn nè ăn một đợt á ăn là từ đây dưới này mà ăn lên tới đây rồi không bây giờ nó còn lên khúc nữa nè ghê cái kia cũng vậy. Được 4 cây hôm nay 2 cây sao nằm đây ăn cây góc bên kia ăn cây yeah. Cây này hình như ăn trái từ dưới góc này nữa mà đi lên tới trên này luôn rồi nữa chưa mấy cái mắt này toàn là trái không nè ăn hết trơn nè lên thì nó lên tới đây gần hết mùa rồi cái mùa đông mà nó cũng còn ra bông đầy nữa đây nữa nè cây này nấu đồ ăn rất ngon đố ai biết cây đó cây gì cho coi kỹ nè.